Hello, xin chào tất cả các chị. Rồi, hello tất cả các chị luôn nha mấy chị yêu ơi. Không biết là hôm nay mình nhớ là mình có hẹn lên livestream không ha mấy chị ha. Không biết là mấy chị ơi, mình có nhớ là hôm nay là mình lên mình tiếp tục mình sale những cái màu đồng không ha mấy chị ha. Chị nào mà mình nhớ thì mình nhanh tay vào nha, em nói trước nha. Em sẽ ưu đãi cho những chị nào mà mình chia sẻ nè. Và những chị nào mà mình đang muốn kinh doanh hay là mình đang muốn kiếm thêm, như là những chị mà sinh viên hoặc là những chị mà bỉm sữa, mẹ bỉm sữa, thì mình nhanh tay vào livestream giúp em. Tại vì em sẽ ưu đãi cho những chị muốn kinh doanh ở nhà thêm nha mấy chị nha. Cho nên là chị nào mà mình thích thì mình nhanh tay vô giúp em nha. Mình comment lên giúp em nè. Rồi, mình comment càng nhiều thì cái họ comment của mình á sẽ càng hiện lên. Còn chị nào mà mình comment ít quá, có nhiều khi nó sẽ bị ẩn comment á, là em không thấy được tất cả những cái comment của mấy chị đâu nha. Cho nên là mình vào thì mình nhớ là comment liên tục lên giúp em. Chị nào mà em đặt tên á mà không thấy em đặt tên á là comment nó không có hiện lên nha, là em sẽ không có thấy nha. Rồi, hello chị cô hai nè. Hello Hảo Kiều. Hello chị Kiều My. Rồi, hello chị Hân Hân nè. Đó, mấy chị đó vô rất là sớm luôn. Em nói trước nha, hứa hẹn hôm nay luôn là em lên cho mình những cái bộ đồ rất là xinh nha chị nha. Em lên cho mình rất là nhiều bộ đồ xinh, cho nên là mình nhanh tay lên giúp em. Và em nói trước, em chỉ ưu tiên cho những chị nào đặt hàng đúng cú pháp nè, có chia sẻ nha mấy chị nha, thì mới được sale giá 69.000 nha. Còn những chị nào mà không đặt đúng cú pháp nè, không có chia sẻ, em sẽ không có sale đâu nha mấy chị nha, không được ưu tiên đâu nha. Rồi, hello chị Lê Candy nè, hello chị Thiên Thanh, hello chị Quế Anh nè, hello chị Hân Ngọc, hello chị Minh Thư. Rồi, hôm nay em lên rất là nhiều những bộ đồ xinh cho mình, cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay lên giúp em. Cực kỳ nhiều những bộ đồ xinh luôn nha mấy chị nha, cho nên là mình nhanh tay, có chia sẻ nè. Và đặt hàng á mấy chị nhớ là đặt đúng cú pháp giúp em, là số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em nha. Số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em. Và cái địa chỉ mình chỉ ghi một lần thôi. Ví dụ như bộ đầu tiên, mình đặt được bộ đầu tiên là số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ, thì những bộ sau không cần địa chỉ nữa nha mấy chị nha. Cho nên là em sẽ ưu đãi cho mấy chị luôn. Có nhiều chị là không biết, cứ bộ nào mình cũng ghi địa chỉ hết, như vậy cũng được, nhưng mà cái đó là rất là lâu nha mấy chị ha. Cho nên là bây giờ thì chị nào mà đặt bộ đầu tiên có địa chỉ rồi thì những bộ sau mình không cần địa chỉ giúp em nha, để cho nó nhanh ha mấy chị ha, để mình có họ được nhiều đồ nha. Chứ nhiều chị để địa chỉ nữa thì nó rất là lâu đúng không, cho nên là mình yên tâm nha. Rồi, hello chị Thảo Kiều nè, em lên cho mình rất là nhiều bộ đồ xinh luôn nha. Cho nên là chị nào vào rồi mình nhớ là chia sẻ, tại vì chia sẻ thì bên em mới áp dụng chương trình bán giá 69.000 nha chị nha. Chia sẻ bên em mới áp dụng chương trình bán 69.000 nha. Lát nữa em lên cho mình là một cái set bao xinh luôn á chị ơi. Set cổ yếm rất là xinh đây nè, cực kỳ xinh luôn nha mấy chị nha. Set cổ yếm nha. Đây, set cổ yếm đính ngọc trai, bộ này bên em bán cực kỳ cháy hàng luôn nha chị nha. Đây, em ráp em lên cho mình nhiều đồ xinh lắm. Và kèm cả chân váy nha chị nha. Chân váy xòe có quần bên trong luôn. Mà em sale bộ này là còn 69.000. Chị nào nhanh tay thì đặt được nha chị nha. Rồi, chị nào nhanh tay đặt được. Bộ em đang mặc hả? Bộ em đang mặc mã số là D146. Chị nào đặt nhanh còn hàng nha. Đặt đúng cú pháp giúp em là số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ. Bộ của em đang mặc là một cái đầm body đuôi cá, rất là sang nha chị nha. Cho nên là chị nào thích thì mình nhanh tay lên giúp em. Mã số là D146. Hello chị Hương Cherry nè. Hello chị Thu Nguyễn. Hello chị Thư Minh Nguyễn. Hello chị Na Thạch. Rồi, có đầm suông luôn chị yêu ơi, có đầm suông nha. Rồi, cái bộ em đang mặc mã số là D146 nha chị nha. D146. Chị nào đặt nhanh thì còn hàng, đặt giúp em là số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em nha chị nha, là đúng cú pháp nha. Rồi, để địa chỉ một lần thôi giúp em là ok. Rồi, cái bộ em đang mặc đầu tiên luôn nè, em giới thiệu luôn. Cô Bin ơi, Kio Bin nè, mình cho em xin cái mã số, không có mã số không ai chốt hàng đâu nha. Đây, địa chỉ luôn giúp em nha. Đây, cái bộ em đang mặc nha, dạng như là một cái đầm body á, mà dạng đuôi cá phần đuôi nha chị nha, rất là xinh. Đằng sau có khóa kéo nha, đằng sau có khóa kéo như thế này luôn. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 nha. Cho em xin cái địa chỉ luôn nha, để được chốt hàng nha. Không có địa chỉ không có chốt hàng. Rồi, em lên cho mình một cái set mã số là D120, có đầm xòe nha chị nha.
69.000. Mấy chị ơi mình chia sẻ giúp em mới được giá 69.000 nha. Rồi em lên cho mình là một cái set. Set này mặc cực kỳ dễ thương nha mấy chị nha. Set này mặc cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chị nha. Đây là kèm cái áo cổ yếm, không có bị hở gì hết. Và kèm theo mình là một cái chân váy bên trong có quần luôn nha chị nha. Kèm cho mình một cái chân váy bên trong có quần luôn cho mình. Chân váy xòe nha mấy chị nha. Đây, chân váy xòe nha mấy chị nha. Đây, bên trong cổ quần luôn nha, 40kg vừa nha. Rồi, 40kg vừa. Rồi, bộ này 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 luôn giúp em. Mã số là D120. Bộ này rất là xinh nha chị nha. Em thấy chị Hoa Lê nha. Em thấy chị Hoa Lê nè. Rồi, em thấy đơn của chị Lê Candy luôn nè. Nhưng mà em thấy hình như là chị đặt sau rồi đó. Mà em thấy chị rất là đúng địa chỉ, đầy đủ cú pháp luôn. Thì để xem coi nhân viên lấy được đơn hàng nào trước nha. Rồi, mã số là D120. Bộ này mặc xinh cực kỳ nha. D120, chị nào lấy nhanh tay. Bộ này set rời, kèm cả chân váy xòe có quần bên trong. Và kèm cả cho mình một cái áo yếm rất là xinh nha. Cái áo yếm đó mình có thể mặc với những cái chân váy ôm khác nữa nha mấy chị nha. Rồi, mã số D120, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha mấy chị nha. Bây giờ là em sẽ lên đầm liên tục cho mình luôn nha mấy chị nha. Có body nha, có body. Cái bộ của em hết rồi nha, đừng có đặt nữa. Những chị đặt sau không có hàng nha. Chị Meo Meo ơi, không có hàng đâu, chị đổi mẫu khác giúp em nha. Để em slap anh xem lên mẫu cho mấy chị nha. Chị Hương Cherry nữa nè, đặt sau không có hàng đâu, hết hàng rồi. Rồi, tiếp theo, một mẫu đầm body nha chị nha. À, một cái váy xòe rất là xinh, váy xòe dạng công chúa nha chị nha. Váy xòe dạng công chúa cực kỳ xinh cho mình luôn nha mấy chị nha. Đây ạ, váy xòe dạng công chúa nha. Chất liệu của nó là lưới nha mấy chị nha. Lưới mềm, không có bị ngứa đâu nha mấy chị nha. Cho nên là mình yên tâm đây nha. Rồi, 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha. 52kg đổ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D133 nha chị nha. D133, chị nào lấy nhanh tay giúp em nào. Rồi, D133, chị nào lấy cái váy xòe công chúa thì nhanh tay để lại liền giúp em nha. Cái bộ của em D146 hết rồi, đừng có ai đặt nữa. Đặt không có hàng đâu nha mấy chị nha. Đặt cái bộ của em không có hàng đâu nha. Cho nên là mấy chị lưu ý. Oh hello chị Trường An nè. Rồi tiếp tục, mã số là D144. Một cái set rất là xinh luôn. Cái set này hôm qua em có một cái bộ màu đen, nhưng mà có như là mấy chị đặt không kịp luôn. Bây giờ là nó còn thêm một bộ màu xanh nữa nha chị nha. Đây, màu xanh này là màu xanh lá mã nha. Màu xanh mã nha chị nha. Màu xanh mã nha, rất là xinh. Chị ơi, hàng sale lát nữa có cái nào, lát nữa em giống như là em hay thấy cái nào là em mặc liền. Em mặc hên xui, không có mặc được hết. Tại vì mỗi bộ còn có một cái thôi. Mà em mặc nửa thời gian đâu mà em bán cho mấy chị nha. Cho nên là mình chờ đi. Bộ nào mà em hứng lên là em đi thay rồi mấy chị ơi. Cho nên là mình yên tâm. Bộ của em cũng 69.000 mà hết hàng rồi. Hồi nãy đầu like là rất là nhiều chị đặt rồi, hết hàng rồi. Đây nha, màu xanh lá mã nha. Bộ này 52-53kg đổ xuống giúp em nha. 52-53kg đổ xuống nha. Kèm cái chân váy ôm cho mình luôn. Đằng sau có khóa kéo nha chị nha. Bộ này mặc lên cực kỳ sáng da nha chị nha. Bộ này mặc lên cực kỳ sáng da. Rồi, mã số là D144 nha chị nha. D144, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha chị nha. Chị nào lấy bộ này nhanh tay nè. Bộ em đang mặc hết rồi chị ơi. Hết rồi, mới hết nãy luôn. Đây nha, D144, chị nào lấy nhanh tay. 53kg đổ xuống vừa nha. D144, bộ này mặc sang cực kỳ luôn. Và cái màu xanh này đúng rồi, đồng giá 69 nha. Rất là sáng da luôn, em đảm bảo. Cái màu xanh này em bán cháy hàng không kịp luôn á. Rồi, D144, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Rồi, D144 nha, đồng giá 69.000. Đầy đủ cú pháp em là sẽ có đơn. Và chị nào đặt trước thì mới có đơn nha chị nha. Đặt nhanh thì mới có đơn nha. Rồi, tiếp theo nha. Rồi, một cái đầm body rất là xinh luôn. Chị nước mắt pha lê cho em xin cái địa chỉ luôn chị yêu ơi. Chị nước mắt pha lê cho em xin cái địa chỉ luôn. Rồi, một cái đầm body rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ dễ thương cho mình luôn đây nha chị nha. Đây, chị nào mà thích mặc ở đơn giản ở nhà hay là mình đi ăn uống với bạn bè đồ thì mình lấy bộ này giúp em nè. Đây nha chị nha. Đây, đây, một cái đầm body chất liệu của nó là thun nha chị nha. Đây, nó có gài nút ở cổ nha. Nó có gài nút á, mình gài nút lại giúp em nha. Đây ạ, mình gài nút lại giúp em. Đây, mình gài nút lại giúp em nha chị nha. Mình gài nút lại giúp em là nó sẽ ra cái form đồng. Và đồng này là đầm body nha mấy chị nha. Body phí ship 30.000 nha chị nha. Tỉnh nào, huyện nào phí ship cũng 30.000 hết đây nha chị nha. Đầm body cực kỳ sang cho mình luôn. Sọc nha chị nha. Rồi, mã số là D116. Bộ này 53kg đổ xuống giúp em nha. 53kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Rất là xinh nha chị nha. Bộ này xinh cực kỳ luôn. Rồi, mã số là D116. D116 nha chị nha. D116, bộ này mặc thoải mái. Chất thun của nó là thun lạnh nha chị nha. Rất là mềm mịn luôn nha.
chung của nó cực kỳ vượt mọi thoải mái luôn, 53kg đổ xuống 53-54kg vừa luôn á, 60kg không có đồ nha. Rồi D116 chị nào lấy nhanh tay nha, D116 nha. Em nói trước, đồ bên em mà chị nào mà chờ mà em mặc lên á là mình hối tiếc lắm. Tại vì sao, em mặc lên coi như là đã hết đồ rồi đó chị ơi. Cho nên là mấy chị lưu ý giúp em nha chị nha. Cho nên là mình lưu ý giúp em nha. Chị ơi, chị đừng có nói em lấy nhé. Chị Mỹ Trần ơi, mình cho em xin cái số điện thoại khoảng trống, mã khoảng trống, mặt địa chỉ giúp em. Chị Mỹ Trần, chị Bích Tuyền, hai chị để như vậy bên em không chốt được hàng cho mình đâu. Chị cho em xin cái số điện thoại được không chị ơi? Số điện thoại khoảng trống D116 khoảng trống địa chỉ nha. Váy em đang mặc hết hàng, hết hàng nha. Rồi tiếp tục em lên cho mình là một cái váy tay cánh tiên rất là xinh luôn nha chị nha. Đây, một cái váy tay cánh tiên nha chị nha. Đây ạ, đây, chất liền của nó là thun cát nha chị nha. Ở phần eo của nó là có xẻ như này, không phải rách nha chị nha, không phải bị rách đâu nha mấy chị nha. Nó là kiểu á, kiểu dạng như là cút ao á, cút ao á nha. Đây, rồi, mã số cái đầm này là D191 rất là xinh nha. Phí ship 30.000 tất cả các tỉnh luôn nha mấy chị nha. Phí ship tất cả các tỉnh là 30.000 nha. Chị để lại cho em bộ đang mặc đi. Mặc em chưa được cái... Em không để lại được. Hồi nãy là rất nhiều chị đặt rồi. Mẫu em đang bận hết hàng. Rồi, mã số cái váy xòe này là D191 nha. D191 nha. Chị nào lấy nhanh tay giúp em, rất là xinh nha. Màu đỏ đô rất là xinh. Em nói rồi, lát nữa em hứng lên cái nào là em đi thay cái đó liền cho mấy chị xem. Và mấy chị yên tâm, hàng 69.000 em đảm bảo với mấy chị luôn là mặc lên người rất là đẹp. Đây, lát nữa em bóc thử một cái và em đi thay cho mấy chị xem nha. Lát nữa là em tự nhiên em lụm lên cái nào là em ứng hưng hứng là em thay cho mấy chị xem luôn. Nên là mấy chị yên tâm đi, mấy chị yên tâm đi nha. Hàng đây, cái này cũng 69.000 nè. Hồi nãy em like rồi, em like đầu tiên luôn. Và chị nhiều chị đặt rất là nhiều cho nên là hết hàng rồi nha. Rồi, tiếp theo em lên cho là mình là một cái đầm suông nha mấy chị nha. Em lên cho mình là một cái đầm suông rất là xinh luôn. Ở chân váy của nó là có phối ren nha. Đây, bộ này 55kg đổ xuống vừa nha chị nha. Bộ này 55kg đổ xuống vừa nha. Đồ đó 45kg mặc bên em mẫu nào cũng vừa nha chị nha. Rồi, gửi hàng cho mình chưa, hôm qua mình đặt y bạn gọi cho mình rồi. À, nếu mà gọi rồi là gửi rồi á chị, vợ cậu dẫn nha. Gửi gọi rồi là gửi rồi nha. Rồi, mã số là D54 nha. Bộ này 55kg đổ xuống nha chị nha. 55kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Đây ạ, đầm suông nha, đầm suông 55kg đổ xuống rất là xinh. Màu này là màu đỏ cam nha. Rồi, mã số là D54 nha. Hàng chị đẹp lắm hả? Thôi, cảm ơn chị Liễu Bích rất là nhiều nha. Nói chung là mua rồi, 69.000 quá ưng luôn rồi hai chị ha. Hello chị Thủy Hà có giùm nha. Rồi, D54 chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. D54 nha chị nha. Rồi, D54 bộ em đang mặc hết hàng, hết hàng. D54 chị nào lấy nhanh tay. Chị Liễu Bích ơi, mình lấy cái mã số nào ha. Có giùm, lát nữa em sẽ lên giùm sâu. Có giùm nha, yên tâm. Bộ nào chị ơi, bộ đỏ hồi nãy mã số là D54 nha. Bộ màu đỏ lúc nãy ở đầm suông á là D54 nha mấy chị nha. Rồi, có váy, có zoom, có đủ hết đó chị ơi, có set bộ, có đủ hết luôn á. Rồi, một cái váy công chúa, chị nào mà không lấy cái mẫu này, rất là ổn. Váy công chúa rất là xinh, đây. Váy xòe nha chị nha, đây như thế này. Đằng sau có khóa kéo 52-53kg đổ xuống nha. Vòng eo dưới 73 giúp em là vừa nha chị nha. Đây rất là xinh luôn ha. Đây, đây nha, đầm xòe nha. Đây rất là xinh luôn. Chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. Đây nha mấy chị nha, còn mạc luôn nha mấy chị nha. Còn mạc luôn nha mấy chị nha. Cho nên là mình yên tâm nha. Hello chị Lan Nguyễn nè. Rồi, mã số là D193. D193. Chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. D193 nha chị nha. Chị nào lấy nhanh tay, bộ đó rất là đẹp đó. Rồi, D193 nha, cái em đang mặc hết hàng rồi, hết hàng cái em đang mặc rồi. Rồi, cái bộ hồi nãy là D193. Chị nào lấy thì mình nhanh tay để lại liền giúp em. D193 nha chị nha. Rồi, em lên tiếp cho mình là một cái mẫu đầm body bẹp vai nha chị nha. Đây, chị Cảnh Tú Nguyễn ơi, D193 cho em xin cái số điện thoại và địa chỉ đi. Không có đầy đủ cú pháp, không ai chốt hàng cho mình đâu nha. 55kg cao 1m67, chị chỉ mặc được đầm suông thôi à. 55kg mà cao 1m67, chị được đầm suông thôi. Chị Nguyễn Ngọc Phương Trâm ơi, mình không có đúng bút pháp, không có đơn hàng đâu chị ơi. Cho em xin cái số điện thoại khoảng trống D193 khoảng trống địa chỉ nha.
Chị Thảo Kiều ơi, mình lấy cái nào vậy nó chị ơi? Mình lấy cái mã số nào vậy chị ơi? Không có mã số không ai chốt hàng đâu. Rồi, đầm body bạc vai nha chị nha, rất là xinh luôn. Đằng sau có khóa kéo nha, chất liệu của nó là thun phổi lưới nha chị nha. Đây như thế này nha, 69 ngàn nha chị yêu ơi, 69 ngàn nha chị nha. Không có body 58kg đâu chị ơi, đây nha. Rồi, mã số là D73, 52kg đổ xuống. Đây, D73, 52kg đổ xuống giúp em nha. D73, 52kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Rồi, có màu trắng để em xem, lát có nhiều bộ lắm. Rồi, đồ có cánh tiên hả? Đồ có tay cánh tiên hả? Là D191. Rồi, tiếp nha. 69 ngàn mấy chị ơi, 69 ngàn. 69 ngàn nha. Đàm em mặc hết rồi, hết rồi. Đàm em mặc hết rồi nha. Chị Tú Yên Phạm ơi, mình lấy cái mã số D73 chị. Ok ok nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, một cái đầm rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Một cái đầm cực kỳ xinh cho mình luôn. Đây, đầm xòe nha chị nha. Đầm xòe cái bộ này xinh lắm nè mấy chị ơi. Bộ này anh thề với mấy chị luôn, rất là xinh nha chị nha. Đây, chất liệu của nó là thun thun cát và củ vét nha. Tay là tay bo nha, tay là tay lưới nha. Có phần bo ở dưới đây. Và đằng sau có khóa kéo. Ở dưới có một chain nơ nha. Đây, rất là xinh. Đây, rất là xinh luôn nha chị nha. Đây, đằng sau có dây nơ để buộc nha. Đây, rồi, mã số bộ này là D58. D58 nha chị nha. D58, chị nào lấy nhanh tay. Ở ngay cổ của nó có dạng như là cái dây, cái điểm nhấn ở cổ rất là xinh nha. Đây, bộ này 53kg đổ xuống giúp em nha. 64kg không có đồ. Bộ này 53kg đổ xuống giúp em nha chị nha. Vòng eo dưới 73 giúp em nha. Rất là xinh. Rồi, mã số là D58 nha. D58, chị nào lấy nhanh tay D58 nha chị nha. Bộ này em nói thật rất là xinh đó. Chị nào không lấy tiếc lắm, em nói thật luôn á. Rồi, D58 chị nào lấy nha. Váy xòe trắng ok, để em xem nha. Để em xem rồi em lên cho mình váy xòe trắng nha. Rồi, bộ hồi nãy mặc lên rất là xinh nha chị nha. Mã số là D58. Chị nào lấy nhanh tay, bộ đó sang lắm. Bộ đấy nó thật, mặc lên rất là sang. Tại vì nó có điểm nhấn là ngay cái ở cổ, nó có một cái dòng cổ á. Cái điểm nhấn rất là sang và cổ của nó là dạng cổ bếp như thế này nữa. Tay của nó là dạng tay tới đây nè, mà tay bo. Và dạng lưới rất là sang. Chị nào lấy để lại liền giúp em số điện thoại, khoảng trống, mã, khoảng trống, địa chỉ giúp em. Đừng có D58 em lấy, cái này em lấy màu trắng nha, màu đỏ nha, không ai chốt hàng. Số điện thoại, mã, màu và địa chỉ giúp em. Rồi, cái váy này bao xinh luôn nè chị ơi. Cái váy này bên em bán là 220, bây giờ là sale luôn, đây nha chị nha. À, tiền ship nhà bè, em ở nhà bè nè chị ơi, em cũng ở nhà bè nè. Tiền ship nhà bè là 25 hay 30 gì á. Rồi, đây, một cái váy công chúa. Màu này là màu hồng phấn nha. Hồng phấn, cái váy này rất là xinh nha chị nha. Cái váy này ở phần trên nó ôm vô người rất là xinh. Và ở phần dưới là dạng xòe nha chị nha. Đây, đằng sau có khóa kéo luôn cho mình. Đây nha mấy chị nha, rất là xinh cái bộ này luôn. Và nó kèm luôn cho mình là một cái dây dây nịt eo nha. Một cái dây nịt eo như thế này là mình quấn vô cho em. Rất là xinh cái bộ này luôn. Rồi, bộ này 52kg đổ xuống nha. 52kg đổ xuống, mã số là D80. Màu hồng phấn nha, D80. Bộ này mặc mấy chị, em nói thật, bộ này mấy chị mang guốc lên bao sang, về mặc không đẹp, quýnh em luôn. Đem lên shop trả lại em nói thật. Bộ này rất là xinh, mã số là D80 nha. Mặc rất là sang. Cái bộ đó mặc lên người đi rồi nó ôm ở phần trên đây nè. Nó xòe ở phần dưới nhẹ. Trời ơi, xinh cực kỳ luôn á. 69 ngàn chơi, bộ nào cũng 69 ngàn hết. Đàm em mặc hết hàng. Đàm em mặc hết hàng. Rồi em lên cho mình váy màu trắng nè. Em lên cho mình màu trắng nè. Cái này là váy xòe công chúa. Lai body hả? Ok, chị em một xíu nha. Rồi, cái váy giống như cái váy hồi nãy mà màu đỏ á. Nhưng mà cái này màu trắng, chị nào thích công chúa nhanh nè. Đây, cái váy giống hồi nãy á. Đây nha, đây. Xòe nha, xòe rất là xinh, y như công chúa luôn. Mã số là D62 nha. D62. D62 nha chị nha, rất là xinh luôn đây nha. D62 nha, đây D62. Rồi, 52kg đổ xuống. Sang lắm nha, D62. Lấy thì nhanh tay lên giúp em. Là đầm em đang mặc hết rồi. Em ở quận 7 nha, số này ở quận 7 nha chị yêu. Rồi, bộ nãy là màu trắng á, D62.
Đàn em đang mặc hết rồi chị yêu ơi, hết rồi, mình chờ đi, lát nữa còn rất là nhiều cho nên là mình yên tâm. Rồi lên một đầm body tay dài, bộ này mặc bao sang chảnh luôn. Đây nha, ở phần đùi của nó là có nút như thế này nha chị nha, ở phần đùi của nó là có nút như thế này, xẻ đùi nha. Bộ này bao sang chảnh luôn, chị nào không lấy thì bỏ tay. Đây nha chị nha, bộ này rất là sang nha, đây. Đằng sau có khóa kéo nha, bộ này màu nâu cà phê sữa. Màu nâu cà phê sữa, rất là sang. Bộ này 53-54kg vừa, 54kg đổ xuống vừa. Mã số là D76. D76, chị nào lấy nhanh tay. D76, bộ em đang mặc hết hàng rồi mấy chị ơi, hết hàng rồi. Để lát nữa em đi thay bộ khác, chờ xíu đi, tại vì em qua mẫu nhanh đó cho nên là thay không được luôn á. Rồi, mã số bộ hồi nãy là D76 nha. Ship Điện Biên 30.000, ship tất cả các tỉnh 30.000 hết, bộ nào cũng 30.000 tiền ship hết. Mua một bộ phí ship vẫn 30.000, mua 5 bộ ship vẫn 30.000. Một body màu đen hả? Có, yên tâm lát em lên cho mình nha. Còn cái nào đẹp không em? Trời ơi, còn em nói hộp còn rất là nhiều. Rồi D85 không có chị nào lấy đúng không? Bộ đó đẹp lắm nha chị nha, ship con tâm 30.000 mấy chị yêu ơi. Rồi. 70 kg có hang em hả? Cái đó anh ra tiệm anh mua đi chứ bên đây không có 70kg đâu anh ơi. Anh mặc đồ big size đó anh Việt ơi. Anh mặc đồ là big size luôn á, em không có đồ để bán cho anh luôn á. Rồi đây nha, em lên cho mình là một cái set yếm nha. Một cái set yếm rất là xinh nha chị nha. Đây kèm một cái váy, cái váy sọc bên trong và kèm cái yếm bên ngoài cho mình nha chị nha. Đây kèm cái yếm bên ngoài cho mình luôn. Đây, rồi kèm cái váy sọc bên trong nha. Ok, hai bộ rồi, nhưng mà đặt nhanh không? Đặt nhanh thì mới có đơn hàng nha, đặt chậm là không có đơn nha. Nói trước, váy em đang mặc hết hàng nha. Rồi đây, như thế này nha, cái yếm nó mặc như thế này, rất là xinh nha. Rồi, mã số là D85, bộ này 53kg đủ xuống vừa. D85 nha, D85, rồi chị nào lại nhanh tay, 53kg đủ xuống vừa, D85. Có đồ bộ đem xem coi có thì em sẽ lên cho mình nha. Chị nào mà kiếm đồ màu gì á thì mình nhanh tay comment lên giúp em. Cái bộ yếm hồi nãy rất là sang nha, mã số là D85 nha, D85. Có body nha, yên tâm đi. Lên xét hả? Rồi, chờ em một xíu đi, tại nhiều lắm, mấy chị coi rất là nhiều luôn. Em lên từ từ. Em thấy chị nước mắt pha lê. Rồi, một cái váy bao sang, cái bộ này là hôm qua là rất là nhiều chị giành giật. Nhưng mà do hôm qua còn có một cái là bây giờ sót lại thêm một cái nữa nha. Đây. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha chị nha. Đây, đâm xe. Đây, đồng giá 69.000 nha, 69.000. À, chị báo số ký với chị. Rồi, ok, em báo số ký nha. Em xem body màu đen, chờ em một xíu nha. Rồi, đây nha, đầm xòe nha, màu trắng. Đây, cổ của nó như thế này. Mấy chị có thể là bỏ nút này ra luôn, mặc tới đây nha, hoặc là mình cao nút lên thì mặc tới đây nha. Rồi, mã số là D91. Bộ này 52kg vừa nha, 52-53kg vừa, 52-53kg vừa nha. Mã số là D91. Chị nào lấy nhanh tay nha. Rồi, D91 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nè. Rồi, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Đầm sexy đi chị hả? Đầm sexy để em xem. Để em xem nha, chị em một xíu. Rồi, mã số cái đầm hồi nãy là D91 nha. D91 nha, cái đầm xòe rất là xinh nha. Rồi, em lên cho mình là, trời, cái váy này rất là xinh luôn á mấy chị ơi. Đây, hay là bây giờ em đi thay váy này nha, chịu không? Em thay thử một cái cho mấy chị xem để mấy chị hình dung được. Cầm lên thì nó không có đẹp đâu, mặc lên người nó rất là đẹp mấy chị ơi. Mặc lên nó ra cái form, ra cái dáng rất là đẹp. Đây, rồi. À, gửi liền luôn cái địa chỉ đi. Địa chỉ gửi một lần thôi. Địa chỉ chị gửi một lần thôi là ok. Số điện thoại khoảng trống, mã khoảng trống, địa chỉ, đừng có để dính liền. Rồi, D67 nè, D67 bộ này xinh lắm. D67 nha chị nha, D67 bộ này rất là xinh nha. Bộ này xinh cực luôn. Đây, bộ này xinh cực luôn nha. D67, chờ muốn thay quá má ơi. Muốn thay quá. Ủa, treo. Gì? Bộ này treo. Rồi, mã số là D67 nha, D67, trời muốn đi thay bộ này lắm, bộ em mặc thử lên cho mấy chị xem là mấy chị hình dung những bộ sau liền. Tại vì cầm lên nó không có ra được cái dáng á, nha. Chị ơi đừng có ghi đầm đen có mã số hết á, cái này là D67 nè, D67 nha. Đây, cái chị đang mặc hết, em đang mặc hết, bộ này 52kg đổ xuống, 52kg đổ xuống, bộ này rất là xinh. Nè, chị Lê Candy không đúng cú pháp,
Chị Quyết Tôi Giam không đúng cú pháp, chị Nguyễn Hoàng Lê không đúng cú pháp, chị Như Thanh không đúng cú pháp, có địa chỉ, có D67, cái số điện thoại đâu, cái quan trọng là cái số điện thoại. Chị Lê Rumi không đúng cú pháp nha, đây rất là xinh nha. Rồi, em thấy vụ nào mà chưa đặt là em sẽ qua mặt, cho nên là mấy chị yên tâm. Chị Anh Mai không đúng cú pháp, không đúng cú pháp không chốt hàng nha. Có dây ở cổ, à, em không mặc được cái đó hết hàng rồi chị ơi. Rồi em chuẩn bị đi thôi, em kiếm cái mẫu nào là em ok một cái em đi thay liền. Chị Lê Candy không đúng cú pháp, cái của em hết hàng rồi. Rồi đây em lên cho mình một cái váy xòe màu đen nha. Đây váy xòe đen rất là xinh luôn. Tại vì bây giờ em muốn thay nhanh. Trời ơi em muốn thay nhanh lắm. Tại vì nhiều khi đi thay cái mấy chị ra hết trơn à. Đây nha chị nha. Đây một cái váy ôm nha. Ở phần trên của nó sẽ là ôm bo vô người. Ở phần dưới nó sẽ xòe nhẹ. Phần dưới sẽ xòe nhẹ nha chị nha. D88 D88 nha. Chị nào lấy nhanh tay. Bộ này 52-53kg đổ xuống. D88 52-53kg đổ xuống nha. Rồi D88 chị nào lấy nhanh tay lên giúp em nè, D88 nha. Rồi nãy giờ rất là nhiều chị đặt không đúng cú pháp là không chốt hàng nha. Chị nào đặt không đúng cú pháp không chốt hàng như vậy thôi nha mấy chị nha. Rồi một mẫu đầm xòe đây, em đi thay màu khác lên cho mấy bạn luôn nha. Đây thay, em đi thay một cái màu khác lên cho mình luôn. Chờ em một xíu nha, em đi thay cho mấy chị xem luôn. Rồi đây nha mấy chị nha, em thay luôn, em thay hơi lâu cho nên là mấy chị chờ em một xíu. Đây nha, đây. Đó, em nói rồi, cầm lên mấy chị thấy không đẹp đâu, lên form. Cái này là váy xòe bên trong cổ quần nha, đây bên trong cổ quần luôn cho mình nha, cho nên là mấy chị yên tâm váy xòe nha, phổ ren. Rồi. Rồi. Rồi, mã số là D56, mã số là D56 nha. D56 nha chị nha, D56. Rồi, đây em chỉ cho mấy chị luôn. À em nói cho mấy chị dễ hiểu nè, mấy chị ơi, đồ sale là em chỉ còn có 1-2 bộ thôi. Em chỉ còn 1-2 bộ thôi là em mới sale cho mình. Thì em sale nếu mà chị nào đặt hàng nhanh, đặt đúng cú pháp thì bên em sẽ chốt cho mình. Ví dụ như là mấy chị muốn cái bộ đó nhưng mà mấy chị thấy là ở trên là có 3-4 chị đặt rồi thì mình đừng đặt nữa, không có hàng đâu nha. Đừng đặt nữa, 3-4 chị đặt rồi là không có hàng. Còn nếu như mà mình thích thì mình cứ đặt đi. Nếu mà chị đầu tiên bên shop em gọi không nghe máy là bên em sẽ chuyển xuống chị thứ hai. Chị thứ hai không nghe máy chuyển xuống chị thứ ba. Còn nếu mà đã 6-7 người đặt rồi đừng đặt nữa, đổi qua bộ khác liền giúp em nha. Đổi qua bộ khác liền giúp em. Nhiều người đặt quá là mình không có hàng đâu nha mấy chị nha. Cho nên là mình lưu ý, đó là như vậy nha. Tại vì mấy chị cũng thông cảm cho em. Tại vì đồ sale mà mấy chị ơi, cho nên là mình thông cảm giúp em nha. Đồ sale cho nên là mình thông cảm giúp em. Đó, nãy giờ bộ này rất là nhiều chị đặt rồi là hết hàng rồi đó. Đó, như là như vậy. Đừng có đặt nữa, hết rồi. Thấy 2-3 người đặt là mình đừng nên đặt nữa. 2-3 người đặt là mình đừng nên đặt, không có hàng đâu nha. Rồi, váy này cũng rất là xinh. Một cái váy xòe, nó dạng như cái màu đen hồi nãy đó. Rất là xinh luôn nha chị nha. Đây, đây nha chị nha. Một cái váy xòe màu trắng công chúa nha. Rất là xinh. Đây, tay dài, chị nào không thích tay dài mình cắt lên thành tay lỡ. Không thích tay dài cắt lên thành tay lỡ nha. Đằng sau có khóa kéo, có dây buộc nơ nha chị nha. Có dây buộc nơ. Ở vùng dưới là thun 2 tầng nha. Rồi, bộ này 52kg đổ xuống, 52kg đổ xuống nha. Rồi, mã số là D89 nha. D89, chị nào lấy nhanh tay cái bộ màu trắng là D89 nè. Nói chứ không nổi luôn á, mấy chị chờ giúp em một xíu. D89 nha, chị nào lấy nhanh tay để lại liền giúp em. D89 là cái bộ váy công chúa màu trắng nha. Đừng có lộn mã số nha. Đen nảy hết. Hết. Rồi D89 màu trắng nha, chị nào lấy nhanh tay nha. Một lần chốt thì chỉ được một hôm nọ shop chốt. Chồng em nghe máy vậy hả chị Hương Trà? Do là mình thông cảm giúp em đi mấy chị ơi, do là hàng sale rất là nhiều chị đặt luôn á, cho nên là em không có còn có 1-2 cái à, cho nên là mình thấy nhiều người đặt quá rồi là mình chuyển liền, đừng có đặt nữa.
Còn nếu mà mình thấy nếu mà cái chị đó đặt trước mình nhưng mà người ta không đầy đủ cú pháp, mình cứ đặt đi. Tại vì những chị không đầy đủ cú pháp bỏ qua, không ai chốt hàng đâu. Đó là như vậy. Chị nào có đầy đủ cú pháp, ví dụ như là 2-3 chị đặt trước mình rồi mà mình thấy người ta không có đúng cú pháp, cứ đặt lên giúp em. Đặt lên là mình sẽ có đơn, tại vì không đúng cú pháp bên em không chốt hàng, là như vậy nha. Cho nên là mình yên tâm đi, dễ lắm. Rồi tiếp một cái váy công chúa nữa nha. Đây, váy xòe nha chị nha, công chúa màu đỏ đây. Chị nào nãy giờ chờ Đầm đi đám cưới á, Đầm đi đám cưới á, thì mình nhanh tay giúp em nha. Đây rất là xinh nha chị nha. Đây ở đằng ở tay nó có bẹt thọt tay vô như thế này nè. Đây như vậy nè, đó rất là xinh nha. Đây rồi, ren hai lớp nè, mã số là D52. D52 nha chị nha, 52 ký đổ xuống luôn. D52 và 52 ký đổ xuống, vòng eo dưới 72 giúp em nha. Vòng eo dưới 72 giúp em nha chị nha. D52 vòng eo dưới 72 giúp em nha. Rồi, D52 vòng eo dưới 72 giúp em nha. Do là nhiều quá, có một mình em mà em nói không có nổi, cho nên là mình thông cảm giúp em. Bao nhiêu tiền? Nghe chị đang nói xong rồi, nói đi. Cái mặt mẫu gì đây? Nó khoác hả? Vãi. Em nhắn tin hỏi giá đi chứ không nói gì sao chị biết? Này là áo khoác. Em chị váy váy em mặc hết hết. Rồi đây nha mấy chị nha, một cái đầm body bao sang luôn đây, một cái đầm body bao sang luôn nha chị nha. Đây một đầm body váy em hết rồi, mình đừng có nhìn váy em nữa, váy em ra một cái là hết rồi. Cho nên là mấy chị yên tâm, lát thay nữa. Yên tâm đi, em rảnh rảnh là em nhảy em thay một bộ, rảnh rảnh em nhảy cho em thay một bộ. Tại vì sao? Có nhiều chị nghĩ là em bán, em cầm lên là mua về mặc lên không có đẹp. Cho nên là em sẽ thay cho mấy chị xem luôn, để mấy chị biết và mấy chị nhắm nha. Cho nên là mình yên tâm. Rồi đây nha chị nha, đây. Rồi đầm body nha, đầm body, body, body. Ở trên là ren hai lớp nè, ở phần dưới là thun cát nha. Đằng sau có khóa kéo. Rồi mã số là D65 nha, D65 chị nào lấy nhanh tay một cái duy nhất. D65 nào, chị nào lấy nhanh tay giúp em hen. D65 nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em. Rồi chị nào lấy D65 nhanh tay, bộ đó xinh lắm á. À ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30.000 nha. Một bộ phí ship vẫn 30.000, 5 bộ phí ship vẫn 30.000, 8 bộ phí ship vẫn 30.000. Là em giống như là em lỗ luôn á, em rảnh quá em sale cho mấy chị mua thôi. Chứ thiệt ra không có lời lớn gì luôn á. Tại vì sao? Mấy chị mua 5, ví dụ như là nhiều chị mua 5 bộ, phí ship làm gì 30.000, mấy chị mua chỗ khác làm gì phí ship 30.000, em nói thật. 5 bộ cân thôi là ít nhất là tầm 45-50 ngàn rồi. Tính cân nặng mà. Tại vì shipper Viettel là coi tính cân nặng. Mà 5 bộ là mấy chị nhắm coi một bộ bao nhiêu gram rồi. Đó, không bao giờ có giá 30.000, giống như em bán là em chịu lỗ luôn á. Giống như rảnh quá rồi, sale hết ra cho rồi á. Rồi tiếp theo một cái váy xòe nha. Chị nào thích em đi thay nữa không? Muốn em đi thay nữa không ha? Có body đen mà hôm qua rất là nhiều. Có ai muốn em đi thay thử nữa không? Em thay thử một cái váy xòe hay là body cho mấy chị xem ha. Để lát qua body em thay cho mình xem ha. Ok, để lát thay body cho mấy chị xem. Rồi, một cái váy xòe cổ yếm đắp chéo eo nha, rất là xinh. Rồi, bộ này bên trong có quần nha. Bộ này bên trong có quần cho mình nha chị nha. Đằng sau có khóa kéo, 52 ký đổ xuống giúp em. Mã số là D51 nha, D51. 52 ký đổ xuống giúp em nha, mã số là D51. À, hồi nãy giờ em thay váy xòe nhiều rồi đó. Mấy chị muốn em thay váy xòe nữa hay sao? Lát em thay có mẫu body đi ha. Lát nữa thay mẫu body đi. Thay váy xòe nữa hả? Không, chỉ có một màu đỏ thôi nha. Body ok, em chờ thay váy đi. Tại vì xòe em mặc nhiều quá rồi. Nãy giờ em lên hai mẫu đầm xòe rồi. Cho nên là lát nữa em thay body cho mấy chị xem ha. Rồi, mã số là D51 nha. Lát nữa em lên mẫu body cho mình nha. 60kg bên em không có đồ đâu chị yêu ơi. Cái em đang mặc hết hàng, hết hàng. Váy trắng mà đi biển hả? Hôm qua em lên là 5-6 mẫu boxy mặc đi biển luôn, không có màu khác. Rồi đây em lên cho mình một mẫu đầm body, bây giờ đi hai mẫu đầm body nha. Thay nha mấy chị, chờ giúp em một xíu nha, đừng có đi ra nha. Chị nào mà nãy giờ thiếu địa chỉ cho em xin cái địa chỉ đi.
Rồi đây. Rồi nha. Rồi mãn nguyện chưa ha mấy chị ơi? Em thay em mệt quá à. Nói không nổi mà thay cho mấy chị nữa em mệt quá. Rồi ngưng thay nha, mệt quá. Bây giờ là like thôi nha, không thay nữa nha. Thay đủ rồi, body nè. Đây, rồi. Đây nha mấy chị nha, cái này là body đơn giản nha. Cái này là body đơn giản thôi nha. Nếu mà chị nào thích mình về mình mua cái charm á, hay là một cái dây nịt eo á, mình phối hợp vô, hay là mình mua cái charm Chanel hay là cái bông gì á, mấy chị mặc lên giúp em nha, mình đeo lên giúp em nha. Đây rất là xinh nha, đằng sau có khóa kéo ạ. Body dài ngang gối hả? Có, nhưng mà em không biết là hôm nay có lên ở trong cái những cái đồ sale hay không. Tại vì hôm qua em lên rất là nhiều rồi. Mã số cái đầm body không, đừng có để là body đen. Đừng có để là body đen, em chưa có nói mã số. Em chưa có nói mã số. Mã số là D90, chị nào lấy nhanh tay. D90 nha. D90, 52kg đổ xuống thôi nha, 52kg đổ xuống thôi. Nặng quá là mặt không vừa, ráng chịu nha. D90 không có lấy body đen em không chốt. D90 1m7 vừa. Không, em like một like thôi. Không nha, không có màu khác. Lấy sỉ để lại em số điện thoại phản chống sỉ nha. Cái body này mã số là D90 mấy chị ơi. D90, ai đặt đúng là chốt hàng đầu tiên. Rồi tiếp theo, yên tâm còn body. Đây, body lên tiếp nha chị nha. Cũng là chất ren luôn, nhưng mà cái này là ren mềm. Cái này là ren mềm nha, có bẹt vai luôn. Chị nào không thích thì mình cắt ra. Có sọt thỏ tay nha mấy chị nha. Chị nào không thích mình cắt cái này ra giúp em. Không thích về cứ cắt ra, mặt rất là sang nha chị nha. Đây, body ren nha chị nha, rất là xinh luôn. Đây nha. Đây, rất là sang, cái này mặc lên cũng rất là sang. Em thề mấy chị luôn, mặc lên cái này rất là sang. Nhưng mà cái này thì nó 2 giây là mặc đẹp hơn cái này. Tại vì cái này là cho những chị nào thích kính táo. Còn cái này là nó sexy hơn một xíu, là nó 2 giây. 69.000 nha, 69.000 đặt đúng của fan em. Mã số là D65. D65 nha, D65. D65 nha. Ủa? D65 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay. D65 nha. À mấy chị ơi, có chị nào mình muốn đặt áo khoác không? Có muốn coi áo khoác không? Em lên cho mình áo khoác. Áo khoác đang sale luôn. Và em lên cho mình áo khoác. Chị nào thích áo khoác mình comment lên giúp em đi. Chị nào đang muốn lên áo khoác đang sale, còn 119.000. Còn 119.000, chị nào muốn lên áo khoác để là liền giúp em có nha. Sỉ để lại em số điện thoại khoảng trống sỉ. Số điện thoại khoảng trống sỉ. Em thử bộ này là em muốn ná thở đó chị ơi. Nãy giờ thử rất là nhiều. Thử bộ này là muốn ná thở rồi. Không thử nữa nha, mệt lắm rồi. Nói thôi. Bây giờ mấy chị hành em nữa là em chết luôn á. Rồi hành em nữa là em chết luôn á. Rồi chị nào muốn lên áo khoác cứ comment lên giúp em lên áo khoác sale 119.000 bao giá thị trường luôn. À lên áo khoác nha. Áo khoác ha. Rồi một bộ này nữa em lên áo khoác. Rồi một cái đầm xòe dạng cổ vét, cổ sơ mi. Body cái này. À cái này dạng xòe nha chị nha, xòe. Xòe dạng sơ mi nha, xòe dạng sơ mi nha chị nha, đây nha. Đây rất là xinh. Bộ này mặc rất là xinh nha chị nha. Bộ này mặc cực kỳ dễ thương luôn á. Cực kỳ dễ thương nha. Rồi mã số là D94. Bộ này 53kg đổ xuống. 53-54kg đổ xuống vừa. 53-54kg đổ xuống vừa nha. Mã số là D94. Ok em lên áo khoác D94. Chị nào lấy nhanh tay. Bộ này rất là xinh. Rồi em lên áo khoác nha. Em lên áo khoác nha. Khó khoác hả? Thôi áo khoác một à, để coi bao nhiêu phút rồi. Rồi em like áo khoác đúng 12 phút nha. Là tới số 5, là tới 50 là em sẽ like đồ tiếp. Bây giờ em like áo khoác đúng 12 phút nha mấy chị nha. Đúng 12 phút, chị nào đặt nhanh tay. Và sale có số lượng, sale 119.000 có số lượng thôi nha mấy chị nha, không sale hết. Sale đúng là 15-20 chị thôi, không sale nhiều nha. Cho nên là mình lưu ý áo khoác này bên ngoài là người ta bán 180 đổ lên đó chị ơi. Rồi đây áo khoác Tommy nha, áo khoác Tommy nha. Đây. Ủa áo khoác là mình ghi cái mã số nào trời? À 604. Đây áo khoác Tommy nha, em lên màu trắng đi ha để cho dễ thấy nha. Em thấy chị Hường nha, chị Hường Huyền gì nè em thấy chị nha. Rồi em lên cho mình màu trắng ha cho mặt nó thấy, tại vì màu đen nó hơi bị tối. Màu đen thì mấy chị không có thấy kỹ đường may của nó. Đây em lên cho mình áo khoác nha.
Mới về, mới vừa về, mới đem bọc lên luôn nè mấy chị ơi. Mới vừa trong bọc luôn nè. Mới tháo ra luôn, mới vừa về tức thì luôn là lên sale luôn. Rồi, do là hôm nay mấy chị nhiệt tình quá à. Thích lắm. Rồi, lên nha. Em mặc lên cho mấy chị xem luôn. Nóng không? Không, mất rất là mát. Ý là em ngồi đưa lắm. Không, bữa nay lạnh. Mà mệt quá, đi thay đồ nãy giờ. Rồi, em lên cho mình áo khoác nha. Từ từ để em chỉnh cái cam lại cái đã. Em thấy chị Thủy Giang nè. Đây, áo khoác rất là xinh luôn. Chị nào mà mình đang ủ kem hay là mình đang làm gì đó thì mình nhanh tay nha. Đây, áo khoác Tommy nha mấy chị nha. Đây, size của nó đây nha, size của nữ nha. Đây, tay của nó là kèm sỏ ngón. Kèm sỏ ngón nha chị nha. Tay của nó là kèm sỏ ngón như thế này nha. Dành cho những chị nào mà mình hay chạy xe đồ này kia đi nắng á, mà mình sỏ đen, mình sỏ giúp em, mình chạy xe nha chị nha. Chạy xe nha, rất là thoải mái. Kèm cả nón luôn nha chị nha. Nón luôn, đây. Đây, kèm cả nón luôn nha. Mà đội lên là nhìn tóc tai bùn xù như con viên vậy đó. Rồi, đây nha chị nha. Có túi luôn. Đây, túi luôn cho mình nha chị nha. Hình như là bên trong có túi luôn á. Đây bên trong không, cái bộ này không có túi rồi. À có. Đây nha, bên trong có túi luôn cho mình, cho những chị nào mà điện thoại á. Điện thoại á thì mình bỏ vô trong nè, hay là tiền lớn, số tiền lớn á mình bỏ vô trong giúp em khi mà mình chạy xe. Đừng có bỏ vô giỏ, do là bây giờ nhiều khi người ta giật giỏ rồi này kia á, đừng bỏ vô giỏ. Mình cứ nhét hẳn vô túi áo khoác giúp em nha. Đó, rồi. Chị nào lấy áo khoác để lại giúp em. Số điện thoại khoảng trống 604 khoảng trống màu và địa chỉ nha. Số điện thoại khoảng trống 604 khoảng trống màu và địa chỉ 119.000 nha, sale 119.000 nha chị nha. Rồi 119.000 nha. Sale nha, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha. Đây em mặc có 3 màu, có 3 màu. 3 màu, màu hồng, màu đen và màu trắng, hồng đen và trắng nha chị nha. Hồng đen và trắng body của em hết hàng rồi. Ba màu hồng đen và trắng nha. Chị nào lấy màu nào mình nhanh tay giúp em. 604 nha. Rồi cảm ơn chị Thủy An rất là nhiều luôn nha. Rồi ba màu nha, màu hồng, màu trắng và màu đen nha. 604 ok chị Nguyên hàng 604. Em nói trước áo khoác em chỉ sale đúng cho 20 chị thôi. 20 chị nha chị nha. Áo em hết, áo đen hết rồi, váy đen hết. Đây nha, màu hồng. Cảm ơn chị Mưa Nhạc nha. Chị Sushi gì nè, cho em xin cái số điện thoại đi. Số điện thoại đây em thử tiếp nha. Em thử tiếp màu hồng nha, em lên tiếp màu hồng cho mình nha. Màu trắng, màu hồng và màu đen. Chị nào lấy màu nào để lại liền giúp em. Đi nắng hay là ủ kem nó đổ lắm mấy chị ơi. Mà cái áo khoác này 119k em bao giá thị trường luôn. Chị nào ra ngoài mua bộ này với giá 119.000 đem qua đây quăng vô mặt em. Em nói thật, bên ngoài cái bộ này ít nhất, cái áo khoác này ít nhất mấy chị mua là phải tầm là 250 đổ lên rồi. Đây 250 đổ lên nha chị nha. Túi nè. Túi nha. Túi. Túi trong. Đây có sọ ngón. Đây đây nè mấy chị ơi, đây mấy chị thấy không? Cho nên là chị nào mua cái này em đảm bảo luôn á, không có giá này đâu chị ơi, 119k. À bộ áo khoác này tầm là 55kg đổ xuống mặt vừa. 55kg đổ xuống mặt vừa nha em, nó mày muốn ná thở luôn á. Đây em mặc màu hồng nha. Chị nào hết bánh bèo mình lấy màu hồng. Cái này mình mua về, mình mua cho mẹ mình mặc cũng được. Mình mua một cái cho mình mua một cái cho mẹ mình, hai mẹ con mặc áo khoác cặp. Hoặc là mình mua cho em mình gì đó, mua cho gì mình đó, gia đình mình mặc áo khoác cặp luôn. Mua về làm quà cũng rất là tiện nha mấy chị nha. Mua về mình tặng cho người này người kia. Nhìn nhớ người ta tưởng là ồ áo khoác này chắc bé nó mua chắc 250 á. Mình tặng cho mình rất là quý. Nhưng mà có 119.000 à. Có 119.000 là rất là rẻ nha chị nha. Rồi chị nào đặt để là đúng cú pháp em. Số điện thoại khoảng trống 604 khoảng trống màu và địa chỉ nha chị nha. Đây màu hồng nha. Đây màu hồng nha mấy chị nha. Đây. Đây nha, rất là xinh luôn. Đây có sọ ngón nè. 119.000 em đang sale cái áo khoác này á, 119.000 nha. Đây tay có sọ ngón nha. Đây nha, tay có sọ ngón rất là xinh. Hồng này là hồng phấn nha, hồng này là hồng phấn cho nên là mấy chị yên tâm. Hồng phấn rất là dễ thương. Đây nha. Cực kỳ xinh luôn nha mấy chị nha, đằng sau đây ạ, nó. Ví dụ như là chị nào đi trời nắng á, đi trời nắng mình trồng cái nón vô xong cái mình đội nón bảo hiểm mình kéo cao lên là coi như là nó kín mít luôn á. Nó kín mít luôn á mấy chị ơi, đây nha, mình đội nón lên nữa là kín mít luôn á. Đây. Em thấy chị Hoàng Nguyễn mà. Nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay để lại liền giúp em nha. 604 nha chị nha. 604 nha.
Ok chị Minh Anh lên nè, màu đen nè. Đây em thử màu đen á. Em thử màu đen luôn nha, để cho chọn bộ. Chọn một combo 3 màu nha. Chọn combo 3 màu luôn ha mấy chị ha. Để thử màu đen luôn cho nó chặt ha. Xong rồi em sẽ bắt đầu giới thiệu đầm tiếp nha. Đây combo luôn. Đây nha. Đây ạ. Đây màu đen thì mặc chốt rồi. Chị nào thích màu đen thì mình lấy màu đen. Màu đen thì mặc chốt rồi nha mấy chị nha. Đây nha. Áo khoác chị Hà Nguyễn ơi, mình đặt hàng đúng cú pháp giúp em nha. Là số điện thoại khoảng trống 604, khoảng trống màu và địa chỉ giúp em nha. Chị Hà Nguyễn nha, mới có hàng nha. Đây nha. Đây. Đây nha mấy chị nha. Không, chỉ có về đúng một kiểu này thôi. Để ngày mai em xem có về thêm kiểu áo khoác không thì em giới thiệu nha. Hiện tại bây giờ chỉ có một cái mẫu này thôi à mấy chị ơi. Đây nha. Xinh cực luôn á, cái áo này rất là mềm luôn á. Mềm lắm mấy chị ơi, cái chất của nó rất là mềm mịn luôn. Đây nha. Rất là mềm mịn luôn. Đây, có túi, cả túi trong. Cả túi trong nha. Cả túi trong luôn cho mình nha mấy chị nha. Đâu rồi, sao cái màu đen này không thấy cái túi trong nhờ. Hình như cái màu đen. À đây đây đây, bên đây. Màu đen nó may bên đây. Rồi, 604. À chị Thảo Kiêu ơi, đừng có D. Cái mã này 604 không à, mẫu này không có D nha. Cái áo khoác không có D. Áo khoác chỉ là 604 thôi nha chị nha. Rất là xinh luôn. Đây. Đi nắng á, cứ kéo cao lên giúp em. Đi nắng kéo cao lên, đội nón lên giúp em là bao kính luôn. Mình chùm cái nón bảo hiểm lên nữa là mình dễ trắng lắm, mình ủ kem mà. Ví dụ như là những chị nào xuất kem á, mình mặc áo khoác này vô, mình ủ ở nhà vẫn được. Và hoặc là mình đi ra ngoài đường á, mình chùm kính mít lên giúp em đi. Kem nó ăn nắng dữ lắm nha. Nắng nó đen dữ lắm cho nên là chùm kính lên giúp em nha. Rồi chị Điệp Nguyễn ơi, cho em xin mã số 604 đi chị ơi. Chị không có mã số 604 nên em không chốt hàng nha. À 119.000 nha chị nha, đang sale còn 119.000 nha. Đây. Cực kỳ xinh luôn á mấy chị ơi, rất là xinh nha. Rất là xinh nha mấy chị nha, 604 nha. Đây. Màu hồng, màu trắng và màu đen, hồng trắng và đen, hồng trắng và đen. Có màu, có 3 màu, hồng trắng đen em thử hết rồi, hồng trắng đen nha. Hồng nè. Trắng nè. Rồi nhá, hồng trắng đen ạ. Đây ạ. Hồng trắng đen nha mấy chị nha. Đây hồng trắng đen nha, ba màu luôn hả Trần Thúy. Ok, em nói thật mấy chị ơi, lấy cái bộ này về đi, lấy cái áo khoác về mình bán 100, mình bán 150. À ví dụ như mình lấy 119, mình là 120 mà mình bán người ta 150 là mình lời hết 30.000. Bán 150 bao rẻ luôn, em nói thật bao rẻ luôn. Hoặc là mấy chị bán 180 đi, em nghĩ là giá 180 là quá rẻ rồi đó. Mình bán 180 đi. Đó. Còn không chị nào mà chơi lớn bán luôn giúp em 220 rất là rẻ nha. Rất là rẻ nha. Đây em nói thật. Đây. Đây nha. Đó. Rất là xinh. Thật. Cái này mà mình mua về mà mình bán lại. Em nói thiệt, mình ăn điếm á. Mình chơi ăn điếm á. Mình bán về. Chị mình bán đó. Lại. Đó. Em nói thật. Lời lắm. Em nói thật nha. Mới hàng về luôn á. Cho nên là chị nào lấy nhanh tay nha. Nhanh tay nha. 119.000 đang sale nha. 119.000 nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay ba màu nè. Hồng trắng và đen nha. Em ơi kiểm tra được chốt mấy cái đâu. Em không có kiểm tra được chị ơi. Bộ này 52kg à, 5, bộ cái vai áo khoác ở 55kg đổ xuống. Áo khoác 55kg đổ xuống nha chị nha. Đây ạ. Cực kỳ dễ thương luôn nha. Rồi 119k nha. Đó. Nói chung là mình về mình cứ trang trang đi. Mình mua về 119 mình bán người ta 220 là quá rẻ rồi. 220 áo khoác này bây giờ hiện tại là quá rẻ rồi nha. Rồi cho nên là mấy chị nhanh tay nha. Bao nhiêu tiền 119 đang sale. Đang sale. Không sale đầm nãy giờ. Để một phiếu nữa em rảnh em sale tiếp. Bây giờ là em ráng nói. À chất liệu của nó là thun. Thun nha chị nha. Đây chất liệu của nó là thun nha. Thun nha. Đây. Ok nè em 47kg. Em 47kg. Hai đen nha chị Minh Anh Lê. Mình đặt đúng cú pháp cho em đi nè. Số điện thoại khoảng trống 604. Khoảng trống hai đen. Khoảng trống, à địa chỉ hình như là chị có rồi, em nhớ chị. Ok chị Lê Yến. Chị Minh Anh Lê cho em số điện thoại nha chị yêu ơi. À khỏi địa chỉ, tại vì nãy chị Anh Lê là có địa chỉ rồi. Mình cho em xin cái số điện thoại là ok. Lấy anh hai cái luôn nha. Anh Thái Hợp là anh phải mua một 10 cái em mới bán nha anh. Anh mua hai cái không có đủ vốn của em không có bán. Rồi đây nha, chị nào lấy nữa nhanh tay giúp em nha. Cỡ nào, cỡ 60kg. À cái này 60kg
kỹ không vừa đâu, nhưng mà vẫn cho em lại cái số điện thoại giúp em nha. Ok Hồng Phấn ơi, chị Thắm thôi thiệt nè. Chị Phương Thảo Trần ơi, mình lấy màu đen cho em số điện thoại khoảng trống 604 khoảng trống đen giúp em đi chị ơi. Cái này mình mua ba màu đi, mình về mình cho mẹ mình màu trắng hoặc là màu đen gì đó cho mẹ mình mặc nè, mình tặng cho mẹ mình. Hoặc là mình cho em xin cho dì mình nè, mình tặng nè, mình cho em mình. Trời ơi 119 ngàn mình cho người ta cái áo khác này rất là lợi, rất là mang tiếng luôn á. Tại vì sao? Cái áo này ít nhất mấy chị ra ngoài mua giúp em bây giờ là cũng khoảng 220, 250 đổ lên, không bao giờ có giá mà 119 đâu em nói thật nha. Trời ơi chị Minh Anh Lê, mình để lại như vậy rồi cho em xin cái mã số chung luôn đi, chung luôn không phải bị lộn á, bị lộn tùm lum á. Ship tất cả các tỉnh đồng giá là 30 ngàn nha, tất cả các tỉnh đồng giá là 30 ngàn giúp em nha chị nha. Đây à, cực kỳ xinh, có nón luôn nha, có sọ ngón, có túi ngoài, có túi trong, đủ hết. Nói chung là bộ này, cái áo khoác này không có bao giờ mà bán với giá 119 ngàn được. Đây sọ ngón, chị nào mà chạy xe á thì mình sọ ngón cho giúp em nha. Ok chị Phương Thảo Trần 604 đen. Rồi, trời ơi, từ một ly nước trà bá mà bây giờ mấy chị thấy em muốn hết luôn không? Mệt lắm rồi. Rồi 604 nha, ok chị Minh Anh Lan nha. Có nón luôn nha mấy chị nha, đây. Đây, chị nào đi nắng á, mình chùm kính mít lên giúp em. Đây, đội nón bảo hiểm lên nữa, ở đây mà có nón bảo hiểm chắc em đội lên bà luôn rồi đó. Đây nha, mình đội nón bảo hiểm lên nữa là kính mít luôn. Đó. Chị xuống chị lấy cho em rồi chị đi về đi. Rồi trời ơi trời, vẫy đầm đi. Năm mươi phút rồi lấy đầm hả? Chị quán Lusubu ơi, cho em xin cái mã số đầm đi. Là 604, không có mã số không có chốt hàng được. Lấy đầm đi hả? Đầm đi nha. Rồi ok, vẫy dày không? Đây chị ơi, rất là dày nha. Không đến nỗi là quá dày, em cho mấy chị xem. Đây một lớp của nó đây nha chị nha. Một lớp của nó đây nha chị nha. Đây. Đây nó. Ok. Ok 604 Hồng. Tôi đặt 4 bộ rồi không biết bộ nào không, đúng cú pháp đây. Ok chị Đinh Huỳnh nha. Rồi, like đầm đi ha. Rồi ok đen 604 chị Hoài My nè, thấy đơn hàng của em không? Ok, Sana Ngọc Ngân nha. Rồi chị nào lấy nữa nhanh tay nè, bây giờ em like đầm nha. Like đầm một vài khoảng vài phút nữa nha. Vài phút nữa nha. Ơ chị Nhật Hiếu đây ơi, chị cho em xin cái số điện thoại đi chị ơi, số điện thoại giúp em đi. Khổ quá. Có một mình nè, khổ quá. Váy chống nắng à, đúng rồi, áo khoác mà. Áo khoác mà chị. Rồi, mệt quá, từ từ chờ em cho em thở cái đi. Mấy chị mình chờ cho em thở một phút đi. Ok, thấy, à không, nãy giờ không thấy đơn hàng của xe khác Úc Vân nha. Không thấy nha. Rồi, lên váy một xíu nữa nha, em ớt. Em mệt. Giá cái nào bây giờ đầm sẽ quay về với giá là 69 ngàn nha. Đầm sẽ quay về với giá 69 ngàn cho mình nha. Ok 604 nè. Ok 604. Rồi lên một cái váy body cũ vest xinh cực. Đây, nịt bụng luôn. Rồi đây nha chị nha, đằng sau có khóa kéo nha. Đằng sau có khóa kéo 69 ngàn. Bộ này bao xinh bao sang, 52-53 kg độ xuống vừa. Vòng eo dưới 72 nha. Vòng eo dưới 72 với bên nha, đây ạ. À, có đầm màu đỏ, đây đầm màu đỏ đây nha. 69 ngàn một cái váy nha, 69 ngàn một cái váy giúp em nha. Đây sang cực luôn nha, đây nó đính cực kỳ chắc chắn nút luôn. Rồi D96, D96 nha, D96, 69 ngàn một bộ. Mã số cái đầm body là D96. Hùi áo. Em chiều khách không? Nói chung là chị nào mà nhiệt tình là em chiều dữ lắm. Em chiều tới nơi tới chốn luôn, em chiều mà từ A đến Z luôn á. Mấy chị ơi, mình nhớ thêm bạn Phay Trần Linh Đan giúp em nha. Ngày mai em sẽ like tiếp nha. Ngày nào em cũng like hết, là em sẽ lên những cái mẫu đồ sale và đồ mới rất là xinh theo ý của mấy chị luôn, và theo cái họ tên bây giờ luôn. Cho nên là mấy chị yên tâm, mẫu nào ra là em sẽ lên cho mình hết luôn nha mấy chị nha. Nhớ thêm bạn Phay Trần Linh Đan để mình biết nha. Rồi tiếp tục. Rồi một cái váy màu xanh, xanh này là xanh lá mạ nha chị nha. Đây xanh lá mạ, mã số là D95 nha, D95. Có bụng nơ nha, dạng như là đầm sơ mi á. Đầm sơ mi hồi nãy có cái màu đen hay gì á. Đầm sơ mi nha, đây. Đây xanh lá mạ nha, rồi mã số là D95. D95, chị nào lấy nhanh tay D95 nha. Số điện thoại khoảng trống mã, khoảng trống địa chỉ.
Rồi tiếp. Không muốn khen tiếng rồi. Rồi một cái mẫu váy suông, một cái mẫu váy suông. Chết rồi, rét của họng rồi. Rồi đây nha, một cái mẫu váy suông đằng sau khóa kẹo nha. Bộ này tầm 53-54kg độ xuống, 53-54kg độ xuống nha chị nha. Đây, đằng sau có khóa kéo rất là xinh bộ này luôn. Bầu bì 2-3 tháng ăn được nè. Đây, đây nha mấy chị nha. Rồi, mã số là D53. Chị nào lấy nhanh tay nha, D53 nha chị nha, D53. Rồi, chị nào lấy nhanh tay giúp em nha, D53 á. Mình có đơn chưa? Hồi nãy em không có để ý comment. Em lo em nhìn không mà em lo em, à, em lo em giới thiệu đồ mà em không có để ý comment luôn á. Hết nước rồi, muốn đá thở rồi, uống hết một bình rồi đây mấy chị thấy không, uống hết một bình rồi. Rồi ok, rồi tiếp tục nha. Rồi tiếp tục nha. Rồi một cái váy xòe tay dài. Cái này mấy chị có thể là mình cắt tay ngắn lên, chứ mà chị nào không thích tay dài cắt tay ngắn lên giúp em nha. Chất liệu của nó là ren hai lớp nha, chất liệu của nó là ren hai lớp, đằng sau có khóa kéo luôn nha mấy chị nha, xòe nha. Đây hai lớp nha, xòe rất là xinh luôn. Rồi mã số là D92 và bộ này thì 52kg độ xuống giúp em, vòng eo dưới 72 nha, 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D92 nha, D92 nha chị nha. Tiếp nha. À lên đây, lên một cái zoom. Hồi nãy giờ chị nào chờ zoom. Zoom dài. Lên tiếp một cái zoom dài cho mình nha. Lên tiếp một cái zoom dài nha, còn mạc luôn. Còn mạc cho chị luôn. Đâu rồi, cái mạc nãy mới thấy đâu rồi trời. Rồi đây nó bung ra luôn rồi. Nó bị lọt ra ngoài luôn rồi. Rồi, một cái zoom dài nha chị nha. Đây zoom lửng á, cái này dạng là không phải zoom dài nhưng mà zoom lửng nha, đây rất là xinh. Đây, rồi bộ này là tầm 52kg độ xuống nha, 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em. Mã số là D98 nha, zoom dài nha, D98 nha. D98 nha chị nha. Hôm qua em đặt không được đồ bữa nay. Rồi trời, cảm ơn chị Liễu Bích luôn á, cảm ơn chị rất là nhiều. Do là mấy chị ơi mình thông cảm giúp em, đồ sale đồ có 69.000 à, là còn rất là ít, còn chỉ mỗi mẫu 1-2 bộ thôi thì em mới đem ra sale. Cho nên là chị nào đặt nhanh, đặt đúng cú pháp là sẽ có đơn nha. Tại vì nhiều cái là hết rồi, em không có chốt được cho nhiều chị. Chứ mà em thấy mấy chị đặt nhiều em thích lắm. Tại vì biết sao không, thấy mấy chị đặt nhiều em thích lắm. Mình bán hàng mà người ta đặt nhiều, khách của mình tin tưởng mình đặt nhiều hết điên rồi. Khách của mình tin tưởng mình đặt nhiều mình vui lắm, mình muốn chốt hàng hết. Nhưng mà thật sự là hàng sale còn có 1-2 cái à, bên em không có chốt được hết cho mấy chị cũng rất là buồn. Cho nên là mấy chị ơi mình cũng đừng có giận em. Mình ráng giúp em nha, mình ráng giúp em, mình đừng có giận em. Mình cứ đặt đi giúp em. Chị nào mà thấy cái bộ đó mà mình đặt nhiều quá thì mình đổi bộ khác liền, mình đừng có đặt theo người ta nữa nha, là sẽ có đơn. Còn mà mình cứ cái bộ đó đã có rất là nhiều chị đặt rồi mà mình cứ đặt bộ đó thì coi như là mình không có đơn luôn á. Rồi tiếp theo một cái váy xòe nha. Đây một cái váy xòe xinh cực kỳ, màu nu. Chất liệu của nó là ren hai lớp, ở phần dưới là khung cát. Chất liệu của nó là ren hai lớp, phần dưới khung cát, đằng sau có khóa kéo nha. Đằng sau có khóa kéo cho mình luôn. Rồi mã số là D93 nha chị nha. D93, bộ này 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em nha. D93, 52kg độ xuống vòng eo dưới 72 giúp em là vừa nha chị nha, D93 nha. Rồi chị nào lấy bộ này nhanh tay để liền giúp em D93 nha. Xinh lắm, cái bộ váy xòe đó xinh lắm. Nãy chị đặt D53 họ, em không biết nữa, em không có nhìn comment. Em lo em quay lại, em không có nhìn comment kịp luôn á. Rất là nhiều chị comment mà nãy giờ em không có nhìn comment kịp. Cho nên là mấy chị cũng thông cảm cho em. Tại vì có một người like thôi, người ta quay lại không có kịp. Em lên đồ nhanh cho mấy chị nữa, cho nên là không có kịp được nhìn comment luôn. Em nhìn lên mà hên xui thấy được ai trả lời người đó. Lấy sĩ để lại em số điện thoại phần chống sĩ nha. Rồi tiếp theo một cái zoom cũng tựa cái zoom đó luôn. Đây nha chị nha, zoom lửng nha. Nhưng mà cái này dạng là zoom ống rộng nha, dạng là zoom ống loe nha, là ở phần ngay đây này nó rộng ra nha mấy chị nha. Đây rồi đằng sau có khóa kéo luôn, 52-53kg độ xuống vừa. Mã số là D66 nha. Rồi chị nào lấy nhanh tay D66 ha.
4.000 chị ơi. Rồi bộ cuối nha, bộ cuối em sẽ up live stream nha mấy chị nha, để chiều thôi ngày mai live tiếp cho mấy chị nha. Bộ cuối là em sẽ up live stream nha, để ngày mai live nữa nha. Hôm qua em còn đen 64, bữa nay nữa có hàng gọi luôn cho em nhé chị yêu, ok chị Liễu Bích nha. Rồi một cái zoom giả váy nha, một cái zoom giả váy cho mình đây nha chị nha, rất là xinh. Cái màu này là màu xanh lá mạ nha chị nha, màu này là màu xanh lá mạ nha, rất là xinh luôn, không phải là màu xanh dạ quang, cho nên là mấy chị yên tâm. Do là cái màu nó bị giật ánh sáng vô cho nên là nó sẽ bị sáng hơn một xíu, nhưng mà ở ngoài là màu xanh lá mạ, xanh lá mạ nha chị nha, không phải là màu sáng đâu nha chị nha. Đây mấy chị coi nè, đây mấy chị không biết sao nữa mấy chị nói chung là ở ngoài nó là màu xanh lá mạ, không phải là màu sáng nha. Zoom nha, zoom giả váy đây, zoom giả váy nha, đằng sau có khóa kéo, mã số là D97, D97, chị nào lấy nhanh tay nha, D97 nha chị nha. Ở đâu à? Dạ. Thôi được rồi, em xong rồi. Rồi. Cái này không mấy đi. Không chỉ đem lên. Cái nào mà. Em đâu chốt đâu, lát nữa có nhân viên người ta chốt. Rồi, bây giờ là em sẽ up live stream nha. Đầm xuân rồi em qua nhiều lắm luôn á, qua nhiều lắm. Rồi bây giờ em up live stream nha, là em hẹn gặp mấy chị vào 5 giờ ngày mai nhá. 5 giờ ngày mai mình bấm theo dõi page Trần Linh Đan giúp em nha, thêm bạn các bạn vô giúp em. Giống như là mình có ý kiến hay là mình góp ý đồ á thì mình cứ gửi tin nhắn ở bên hay là mình comment ở page Trần Linh Đan giúp em. Ví dụ là mấy chị muốn đóng góp hay là mình muốn như thế nào lấy sỉ rồi này kia, mình cứ nhắn tin qua cho em đi. À, em rảnh rảnh tối chị em mình nói chuyện chơi nha. Rồi không comment sao chốt khách được. Ủa chị không xem? Không, sẽ có nhân viên lấy số điện thoại của mấy chị mà. Có nhân viên người ta ngồi máy tính, người ta lấy bằng số điện thoại của mấy chị đặt hàng á. Cho nên là mình yên tâm, em không thèm nhìn luôn. Rồi, có ý kiến hay là tư vấn gì thêm thì cứ nhắn tin Phay Trần Linh Đan giúp em nha. Rồi thôi bây giờ em off live stream nha, hẹn gặp tất cả mấy chị 5 giờ. Trời em mà bây giờ mấy chị kêu ngồi nói tiếp là ngày mai nghỉ live luôn á, không live đồ được luôn nha. Cho nên là em hẹn gặp tất cả các chị vào 5 giờ ngày mai nha. Bye bye tất cả các chị ạ. À. Cảm ơn các chị đã ủng hộ shop em nha.